Chào ông Nguyễn Văn Hiền, hôm nay chúng tôi có mặt ở đây đi cùng với cả đoàn của bên hội Tân Trào và các anh khác Liên hiệp Người Việt toàn Liên bang Đức đến để cùng trao cái phần quyên góp của Liên hiệp và bên Tân Trào cho cái quỹ vì miền Trung thân yêu do anh là người trưởng ban tổ chức. Vậy anh cũng cho biết cái cảm nghĩ của mình về cái việc này như thế nào? Tôi rất hạnh phúc vì tinh thần ủng hộ của các hội đoàn, các cá nhân và tập thể của người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã ủng hộ cho cái chương trình vì miền Trung thân yêu của chúng ta. Cái số tiền ấy thì có thể nói là hàng trăm nghìn, nhưng cái điều đó đối với tôi rất là quan trọng để giúp đỡ bà con miền Trung. Nhưng quan trọng hơn cả cái số tiền đó là cái đoàn kết cộng đồng, cái hội nhập cộng đồng. Và thông qua cái việc làm này thì người Việt Nam gần gũi với nhau hơn, người Việt Nam ở Đức gần gũi nhau hơn, hiểu nhau hơn, chia sẻ với nhau hơn và hướng về quê hương nhiều hơn. Đó là cái mong muốn mà tôi mong muốn, đấy mới là tâm huyết chính của tôi. Còn chuyện quyên góp là rất cần thiết, vô cùng cần thiết và tiếp tục quyên góp. Nhưng mà thông qua chuyện này tôi kêu gọi bà con cộng đồng đoàn kết, hội nhập và phát triển để xứng danh với người Việt Nam ở nước Đức. Chúng ta phải đoàn kết, chỉ có đoàn kết mới có thành công. Qua cái câu chuyện của bà con cộng đồng kể lại và cũng như là trực tiếp tham dự, tôi thấy rằng anh cũng đã đến cũng như hội đoàn tham dự với họ, và bởi vì trong đó có những chương trình bà con ủng hộ quyên góp cho cái quỹ này. Vậy anh thấy bà con có những cái tình cảm thế nào đối với cả quê hương trong cái dịp này? Tôi thấy là bà con là cứ nói về miền Trung thân yêu thì ai ai cũng có tấm lòng thương yêu miền Trung. Tôi nói ví dụ như hội Đồng Hương huyện Thanh Chương tối hôm qua tổ chức đến khoảng 1 giờ sáng để quyên góp ủng hộ cho đồng bào miền Trung. Hội phụ nữ ở Leipzig cũng từ Leipzig xa xôi lên ủng hộ bà con miền Trung tối hôm qua, cũng hình như cũng được khoảng 2.000. Rồi hội Liên Hiệp, rồi hội Tân Trào, rồi ông bạn của tôi, người đồng hương Bút Đam của tôi là anh Tuấn và những người Bút Đam cũng đang ủng hộ nhiệt tình cho chương trình này. Rồi hội đồng hương Thái Bình, bà con Thái Bình và hội Sen Vàng và rất nhiều các hội đoàn khác đã ủng hộ cho cái chương trình này. Tôi thấy rất ấm lòng và hạnh phúc. Vâng, chào anh Lê Hùng Cường, là chủ tịch hội Tân Trào tại Cộng hòa Đức và cũng là phó chủ tịch thường trực của Liên hiệp Người Việt tại Cộng hòa Đức. Hôm nay anh đến dự cái buổi đóng góp ủng hộ hỗ trợ đồng bào miền Trung tại trung tâm thương mại Đồng Xuân. Vậy anh cho biết cái cảm tưởng và ý nghĩ của anh về cái việc này thế nào? Vâng, chào anh. Cái việc này thì là một cái tấm lòng của bà con khi mà ông Nguyễn Văn Hiền và cộng đồng người Việt ở bên khu vực Berlin đã đứng ra tổ chức cái này là nó đi một cái rất đi vào lòng người. Chính vì vậy ngay sau khi ban tổ chức họp thì Liên hiệp Người Việt đã có một cái thông báo kêu gọi toàn bộ cái hội viên của mình phải ủng hộ và tham gia. Đồng thời là ngày hôm nay tôi đến đây, chúng tôi đến ủng hộ, và trong một cái không khí khí thế của bà con thế này phải nói là rất phấn khởi. Và như anh Hiền đang ngồi trước mặt tôi đây để có trao đổi, thì ngoài cái việc cái ý nghĩa đối với bà con miền Trung thì cái vấn đề này là cái vấn đề để mà giải tỏa và bà con gắn kết lại với nhau. Các hội đoàn đã đến lúc phải gắn kết với nhau trong một cái hoạt động chung của cộng đồng, và tôi cảm thấy rất vui. Thì tôi thấy rằng là những cái điều này là cần phải tiếp tục nữa, và cái máu chảy ruột mềm thì người Việt Nam ở nước ngoài bất cứ là người nào cũng cần phải đóng góp, và đây là việc làm cực kỳ ý nghĩa. Thì tôi thấy là cái sự đóng góp của chúng tôi dù là nhỏ nhưng mà cũng mang một cái ý nghĩa để ủng hộ cho bà con miền Trung.